Trưa lại nắng nữa rồi mọi người ơi. Tự nhủ lòng thôi đi sinh tồn, bữa nay là buổi cuối rồi, mai về Sài Gòn. Chứ ngày nào cũng sinh tồn hoài mệt quá. Tôi đi cái ngang qua bên kia tôi review tiếp cho. Tới cái chỗ sinh tồn nha mọi người nha. Đấy, nay qua vườn cậu nha, ngay vườn lan rất là đẹp luôn. Ông đang rửa chén cho ông qua liền, ăn đang chưa. Đây hai em cậu vợ nha mọi người nha. Đấy, hai cậu vợ đẹp trai ghê không. Đấy, trưa nay là mình sinh tồn với món này đặc sản lắm nha. Nhìn thử coi gì nha. Cái này là món gì cậu? Rắn nước, rắn ngụm súng. Đấy, rắn này nó hầm. Đây là rắn nướng nha. Trời chung. Đất ơi. Kiểu này sinh tồn chắc tới chiều quá. Đợi lát cập nhật tình hình nha. Trời đất ơi, nhìn mấy cái mồi mập lúc luôn nội ơi. Đó, quá trời đã luôn. Quá ngon luôn. Đây ông cậu đóng gì đây, ông kiếm mồi chiến không nha mọi người. U u luôn. Quá đã luôn. Rắn nước rồi cắt ra rồi. Nguyên cái đùm trứng này mở này đã không? Nâu luôn. Trong nè. Ngon lành hả cậu à? Trong có trứng nè. Ôi hợp cơ như trứng gà luôn. Trứng gà luôn á. Ngon quá, rắn nướng quá ngon luôn nha. Không, khô khô ngon hơn. Nhậu kiểu này muốn gì đó, trời đang mưa chứ bị mưa nha. Ai thèm đi mua rắn đi trời, nhìn tôi làm gì nữa. Vậy nha. Mưa rồi, nhậu mưa rồi nha. Trời đất ơi. Quá đã. Vô nhậu tiếp đây. Mưa quá trời mưa rồi. Mà mưa này mồi màng quá tay mà mưa nha mọi người nha. Quá phê luôn mọi người. Trời ơi trời mưa nè. Bần này sống rồi.